Xin chào tất cả các em. Sau đây cô hướng dẫn các em học bài 20 tách kim loại và việc sử dụng hợp kim. Mục tiêu của bài học hôm nay: 1. Lần nếu được phương pháp tách kim loại theo mức độ hoạt động của chúng. Có nghĩa là dựa vào cái mức độ hoạt động mà sẽ sử dụng các cái phương pháp khác nhau. 2. Đã trình bày được quá trình tách một số kim loại có nhiều ứng dụng như tách sắt ra khỏi iron 3 oxide bởi carbon oxide, tách nhôm ra khỏi aluminium oxide bởi phản ứng điện phân, và tách kẽm khỏi zinc sulfide bởi oxygen và carbon và than. 3. Là nếu được khái niệm hợp kim. 4. Là giải thích vì sao trong một số trường hợp thực tiễn kim loại được sử dụng dưới dạng hợp kim. 5. Là nếu được thành phân, tính chất đặc trưng của một số hợp kim phổ biến quan trọng về hiện đại. 6. Là trình bày được các giai đoạn cơ bản của quá trình sản xuất gan, quá trình sản xuất thép. Bây giờ chúng ta sẽ đi vào nội dung của bài học. Kim loại được sử dụng rộng rãi trong đời sống. Chúng được tách từ nguồn nguyên liệu nào và sản xuất bằng cách nào? Thì chúng ta sẽ đi vào mục 1. Phương pháp tách kim loại. Trong tự nhiên, kim loại chủ yếu tồn tại ở dạng quặng dưới dạng hợp chất như oxide và muối. Vậy, ví dụ aluminium oxide tức là Al2O3. Đây là Al2O3. Thành phần chủ yếu của carbon bauxite, iron 3 oxide, Fe2O3, là thành phần chủ yếu của quặng hematite, zinc sulfide, là ZnS, là thành phần chính của quặng sphalerite. Một số kim loại quý như vàng có thể tồn tại dưới dạng đơn chất. Trong các hạt nhỏ li tí nằm lẫn trong đất cát, vì vậy chúng ta thường hay nghe nói là đi đãi vàng. Vậy từ quặng kim loại, người ta làm giàu quặng bằng cách loại bỏ các tạp chất. Làm giàu quặng bằng cách loại bỏ các tạp chất như đất, cát, đá. Sau đó tùy thuộc vào mức độ hoạt động hóa học của kim loại, có thể lựa chọn các phương pháp phù hợp. Để tách kim loại ra khỏi hợp chất của nó, gồm có các phương pháp. 1. Là phương pháp điền phấn nóng chảy. Dùng để điều chế các kim loại hoạt động hóa học mạnh như Na, Ca, Mg, Al. Phương pháp thứ hai là phương pháp thủy luyện. Phương pháp nhiệt luyện. Thường được dùng để tách các kim loại hoạt động hóa học trung bình như sắt hoặc là iron, là zinc, là kẽm. Có thể dùng các chất khử như C, CO, H2 và Al, tác dụng với oxide kim loại ở nhiệt độ cao để thu được kim loại. Và cái thứ ba là ngoài hai phương pháp trên thì còn có một phương pháp nữa, đó là phương pháp thủy luyện, để tách các kim loại hoạt động hóa học yếu như Au, Ag. Vậy thì sẽ có 3 cái phương pháp: điền phấn nóng chảy, phương pháp nhiệt luyện và phương pháp thủy luyện. tùy thuộc vào độ hoạt động hóa học của kim loại mà sẽ áp dụng các phương pháp nhằm mục đích là tạo ra cái giáo thành hài nhất. 2. Quy trình tách một số kim loại có nhiều ứng dụng. Một là tách nhôm ra khỏi aluminium oxide bằng phản ứng điện phân. Nguyên liệu là quặng bauxite, thành phần chính là Al2O3. Và tiến hành quá trình điện phân nóng chảy. Và phương trình hóa học xảy ra như sau. Al2O3 điện phân nóng chảy có xúc tác là cryolite, được Al và O2. Hình 20.1 là sơ đồ bể điện phân Al2O3 nóng chảy. Ở đấy, điện cực bằng than chi sau khi tiến hành điện phân thì nhôm lỏng được thoát ra ở kia phía dưới. Hỗn hợp Al2O3 và cryolite nóng chảy là ở trong bình điện phân. 2 là tách sắt ra khỏi iron 3 oxide, tức là Fe, thì chúng ta sử dụng phương pháp này là phương pháp nhiệt luyện. Cụ thể, dùng chất khử, ta dùng chất khử carbon monoxide, tức là CO, vì nó rẻ. Khử ở nhiệt độ cao để tạo thành CO phản ứng với Fe2O3 tạo thành Fe và CO2. Hoặc là tách kẽm, tức là điều chế kẽm khỏi zinc sulfide. Quặng chứa ZnS, vì vậy phương pháp chúng ta sẽ chuyển từ muối về oxit ZnO bằng cách đốt trong không khí. Và sau đó thực hiện phản ứng nhiệt luyện, dùng chất khử là carbon sẽ khử ZnO về ZN. Vậy cả hai phương pháp này đều là phương pháp nhiệt luyện. Nguyên tắc của nó là dùng chất khử để khử oxit MxOi. Chất khử có thể là CO hoặc C hoặc là H2 hoặc Al dưới tác dụng của nhiệt độ cao thì tạo thành kim loại. Nếu tác nhân là CO thì sẽ là tạo thành CO2. Nếu là C thì sản phẩm là CO, H2 thì sản phẩm sẽ là H2O và đấy tương ứng là Al2O3. Điều kiện là không phải kim loại nào cũng sẽ bị tác nhân khử này được. M,6 Al trong dãy hoạt động hóa học. Hay là cách khác là các kim loại trung bình và yếu. Thì chúng ta sẽ dùng bằng phương pháp này. Phương pháp thứ 3 là phương pháp thủy luyện. Các hợp chất hoặc hỗn hợp, các kim loại hoạt động yếu như bạc là Ag được chuyển hóa thành muối tám. Sau đó dùng kim loại hoạt động hóa học mạnh hơn, đẩy bạc ra khỏi muối và tách chúng ra khỏi dung dịch. Ví dụ, chúng ta có thể dùng kim loại mạnh hơn như là Cu sẽ đẩy bạc ra khỏi muối. Ta dùng muối 8 AgNO3 chẳng hạn thì sẽ được Ag cộng với CuNO3 hai lần. Vậy điểm giống nhau giữa quá trình tách kẽm và sắt ở trong hai phương trình này là đều dùng chất khử để khử oxit kim loại về kim loại tự do. Và nguyên tắc của nó sẽ chuyển về hợp chất oxide. Kim loại natri thì không thể tách bằng phương pháp nhiệt luyện được, bởi vì điều kiện để dùng các cái chất khử này thì M phải là kim loại trung bình và yếu. Cái này là không được. Vì Na, sodium là kim loại mạnh. Vậy cô chốt lại là có 3 phương pháp để điều chế kim loại. Tùy thuộc vào độ hoạt động hóa học của kim loại mà người ta sẽ áp dụng các phương pháp khác nhau nhằm mục đích là đạt được hiệu suất cao nhất. Phương pháp thứ nhất là phương pháp điện phân, phương pháp thứ hai là phương pháp nhiệt luyện và phương pháp thứ ba là phương pháp thủy luyện. Chúng ta làm câu hỏi phương pháp nào thường được dùng để tách các kim loại hoạt động hóa học mạnh như potassium, sodium và aluminium. Vậy phương pháp này là phương pháp điện phân. Ví dụ, để điều chế Na trong công nghiệp tiến hành điện phân nóng chảy, muối của nó có viết tắt tạo thành Na và Cl2. Câu 2, phương pháp nào thường được dùng để tách các kim loại hoạt động trung bình như ZnS, Fe là phương pháp nhiệt luyện. Dùng chất khử như là C, CO, H2 hoặc Al để khử, để điều chế các kim loại trung bình và yếu. Bây giờ chúng ta chuyển sang nội dung số 2, hợp kim. Một, khái niệm hợp kim là gì? Hợp kim là vật liệu kim loại có chứa ít nhất một kim loại cơ bản và một số kim loại khác hoặc phi kim khác. Kim loại cơ bản là kim loại chiếm thành phần chính trong hợp kim. Ví dụ, thép có kim loại cơ bản là sắt. Đũa ra có kim loại cơ bản là nhôm. Vậy tại sao chúng ta lại hãy sử dụng hợp kim? Ưu điểm của hợp kim là hợp kim thường có nhiều ưu điểm vượt trội so với kim loại nguyên chất về độ cứng, độ bền, khả năng chống ăn mòn và rỉ sét, phù hợp với nhiều ứng dụng. Do đó, chúng được sử dụng phổ biến trong đời sống và trong công nghiệp. Và nhiều ưu điểm hơn, khi từng kim loại đứng độc lập thì nó sẽ không có tính chất đó, nhưng khi kết hợp thành hợp kim thì sẽ có nhiều tính năng ưu việt. Ví dụ, một số hợp kim phổ biến. Hợp kim phổ biến nhất đó là gang và thép. Gang thép là hai hợp kim quan trọng của sắt và carbon và một số nguyên tố khác. Carbon chiếm từ 2 đến 5% ở trong gang. Và dưới 2% ở trong thép. Hiện nay, chúng là những vật liệu kim loại phổ biến nhất trên thế giới. Thép có nhiều ưu điểm hơn sắt về độ cứng, độ đàn hồi, khả năng chịu lực, nên được sử dụng rộng rãi trong các công trình xây dựng, giao thông. Còn gang cứng và giòn hơn thép, thường được dùng để đúc các chi tiết máy, ống dẫn nước hoặc là nắp cống. Hợp kim thứ hai đó là inox. Là một loại thép đặc biệt, vẫn là hợp kim của sắt và carbon. Còn có một số nguyên tố như chromium, Cr, nickel, Ni. Ưu điểm của inox là cứng và khó bị rỉ, được sử dụng làm đồ gia dụng và thiết bị y tế. Bây giờ chúng ta sử dụng các cái thiết bị, ví dụ như là các cái thiết bị mà dùng trong gia đình để nấu ăn là các cái bồ nồi nó bằng inox. Hợp kim tiếp theo là Duira, là hợp kim của nhôm và đồng, manganese, magnesium, tức là của Mn này, tức là của Cu này, Mn và Mg. Duira nhẹ, tương đương nhôm nhưng bền và cứng hơn nhiều, được dùng làm vật liệu chế tạo máy bay và ô tô. 3 là sản xuất gang thép. Sắt tinh khiết hầu như không được sử dụng trong cuộc sống, nhưng các hợp kim của sắt là gang thép lại được sử dụng phổ biến trong đời sống và công nghiệp. Một là sản xuất gang từ quặng chứa Fe2O3. Nguyên liệu sản xuất gang từ Fe2O3 thì nguyên liệu là còng bằng sắt, thường là hematite với thành phần chính là Fe2O3. Sau đó dùng than cốc, chất tàu xỉ CaCO3 và SiO2. Quy trình sản xuất như sau: quặng và than cốc được đưa, than cốc và đá vôi được đưa vào lò cao qua miệng lò, dần chuyển xuống phía dưới và không khí thì được thổi từ dưới lên. Đây, không khí được khí nóng thổi từ dưới lên. Các giai đoạn chính của quá trình sản xuất gang. Giai đoạn 1 là phản ứng tạo CO. Khí oxy đi qua gặp lớp than thứ nhất tạo thành CO2. CO2 sẽ tiếp tục bay lên gặp tiếp lớp than tiếp theo tạo CO. Bước 2 là giai đoạn 2. Giai đoạn thứ hai là khí CO phản ứng với các oxide của sắt trong quặng. CO cộng với Fe2O3 tạo thành Fe và CO2. Và chúng ta sẽ thu được Fe. Sắt nóng chảy hòa tan một lượng nhỏ carbon cùng với một số nguyên tố khác tạo thành gang lỏng, có nghĩa là chúng ta không thu được sắt nguyên chất, Fe nguyên chất. Còn đá vôi bị phân hủy từ CaCO3 thì bị phân hủy thành CaO, và CaO kết hợp với các oxide như SiO2 tạo thành xỉ CaSiO3. Xỉ nhẹ nổi lên trên gang lỏng được đưa ra ngoài qua cửa tháo xỉ ở chỗ này, cửa tháo xỉ ở đây. Còn khí thải tạo thành trong lò cáo được đưa ra ngoài ở qua cửa ở gần miệng lò. Đây, cái sơ đồ của hình 20.2 là sơ đồ đo luyện gang. Các cái loại quặng, than cốc và đá vôi thì được đi từ trên xuống, còn khí lò cao thoát ra ở miệng lò đây. 2 là sản xuất thép. Nguyên liệu chính để sản xuất thép là gang, hoặc là thép phế liệu và khí oxygen. Trong quá trình sản xuất thép, khí oxygen được thổi vào ở lò đựng gang nóng chảy ở nhiệt độ cao, đốt cháy các tạp chất trong gang. Đấy, khí oxygen được chuyển vào đây. Các oxide tạo thành ở dạng khí là CO2 và SO2 sẽ thoát ra theo khí thải, còn các oxide dạng rắn như SiO2, MnO2 sẽ tạo xỉ nhẹ nổi lên trên thép lỏng và được tách ra để thu lấy thép. Có nghĩa là chúng ta sản xuất thép thì đi từ gang, oxy hóa bớt các tạp chất. Vậy bài hôm nay chúng ta đã học là các bước cơ bản trong quá trình tách kim loại thành quặng. Một là quặng được phải lăng rau và sau đó để chuyển hóa thành hợp chất chứa kim loại dùng các phương pháp hóa học, đó là phương pháp điền phấn thì chúng ta dùng với kim loại mảnh. Phương pháp nhiệt luyện kim loại trung bình và phương pháp thủy luyện ở kim loại yếu. Vậy chúng ta có dãy hoạt động hóa học: khi nào cần máy ảo giáp sắt, nhìn sang phố hỏi cửa hàng Á CO. Thì phương pháp thủy luyện thường được sử dụng điều chế để Ag và AU. Phương pháp nhiệt luyện hãy áp dụng điều chế các kim điện phấn, áp dụng điều chế các kim loại mảnh từ nhôm trở về trước. Hợp kim. Hợp kim là vật liệu có chứa ít nhất một kim loại cơ bản và một số kim loại hoặc phi kim khác. Hợp kim thường có những ưu điểm vượt trội so với kim loại nguyên chất về độ bền, độ cứng, vân vân. Vì vậy nó sẽ được ứng dụng rộng rãi hơn. Các quá trình chính trong quá trình giai đoạn chính trong quá trình sản xuất gang là: một là tạo CO từ C và O2, hai là tạo gang bằng cách lấy CO cho tác dụng với Fe2O3, ba là tách xỉ là CaO sẽ cộng với SiO2 tạo ra CaSiO3. Quá trình sản xuất thép là làm giảm các tạp chất như C, Si, Mn trong gang bằng cách chuyển chúng thành các oxide và loại bỏ chúng để thu được thép. Vậy cô đã hướng dẫn các em học xong bằng hai người. Hẹn gặp lại các em trong các cái bài giảng tiếp theo. Chúc các em học tốt. Tạm biệt các em.